Hello, hello cả nhà. Chương trình live stream đặc biệt. Có ai đây không? Hát cho biết thế nào. Nhà thân yêu ơi. Hôm nay vừa mới nhận một cái bài mới của anh Mai Văn Nạo. Bài hát chèo mới của anh Mai Văn Nạo viết về người chú của mình, về đại tá Vũ Hưu, và hôm nay xin phép được hát tặng mọi người, hát tặng chú Mạnh Hùng nhá, đúng một bài nhá, một bài duy nhất nha cả nhà thân yêu nhá. Nào về nhà đấy và ủng hộ nào, thả tim và chia sẻ nào. Hát chèo hôm nay, hát chèo đặc biệt nhá. Bài hát chèo được mang tên Hát Về Người Chiến Sĩ. Ok, chào Hương Giang, chào Trần Mỹ em yêu, chào Xuân Anh Đào nhá, chào chị Lê, chào Linh Linh, Hiền Lưu. Rồi bắt đầu chơi luôn, hát chèo. Quan nguy nan nay về vui cảnh bóng xế chiều tàn, anh vẫn hát vang những bài ca chèo quê ra diệt mỗi khi xa. Khi xa quê nhà vẫn trong nỗi cũng đi đàn bài mới nên là bài nhìn lời hành quân nắng đổ y hay mưa tầm tã khoai lửa gan lì vàng hòa bình thống nhất, kinh qua nhiều nhiệm vụ khác nhau, ở đâu lúc nào anh cũng gương mẫu đi đầu, sống thủy chung tình nghĩa trước sau, đồng đội bạn bè tin yêu quý trọng. Cảm ơn cả nhà nha, hát vui hát chơi nha. Giờ đây anh đã là cựu lính về với
dưới đời thường, mái tóc rủi điểm đi sương, anh vẫn luôn nêu gương trung dũng kiên nghị cương nghị, nhỏ nhẹ mà yêu thương, khuyên con vào cháu tận tường. Lời ca xin hát tặng anh người cựu lính, tuổi đã ngoài 60 vẫn hát câu tôi. Anh mỉm cười thật vui, nắng mưa này đã qua rồi. Bài này mới tinh tình giờ mới hát lần đầu, nó giọng này hơi ốm. Mọi người nghe có bị dèo chứ không? Mọi người cho ý kiến thế nào? Phải biết được nè. Rồi, nào, một lần nữa cảm ơn xem nào. Đọc lại bình luận để cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn Hiền Lưu này, Linh Linh này, Xuân Anh Đào này, đúng không? Giang này, Trần Mỹ, Nho Cao này, Bùi Ngọc Hương, Tài Nguyễn, Giấc Mưa Về. Đó. Lê Ngọc Hân, Lê Phượng, Đào Thu, Xuân Thanh. Mọi người nghe có bị dè không? Có được không? Cháu Nga à? Em Hoan đâu rồi? Em Hoan thấy Hoan đâu rồi? Cháu ý kiến thế nào? Biết đường nè. Bài này bài mới tinh nhưng mà hát cho chú chào cả nhà, chào Thu, Xuân Thanh. Hát cho chú của mình Hồng Vui, chào Hồng Vui nhé. Chào Ngô Thị Yên. Ok, mọi người nghe được không già đúng không? Ok. À, rõ mẹ, ok. Anh thì anh chỉ hát một bài này thôi. Hôm nay là cái bài này là bài bài mới của anh Lạng, anh viết về chú của mình. Về chú Hùng, chào chị Dinh nhá, chào chị Đỗ Dinh nhá. Hát hay nhưng mở mắt gì? Mắt mở hơi bé. Ô, mắt em nhìn xuống cái tờ giấy này. Đấy, mắt to này mà. Chị Dinh ạ, à, mắt em nhìn tờ giấy lời mới đây này. Đấy. Rồi, ok, cảm ơn cả nhà nhá. Anh hát lại lần nữa. hát nhạc cái tí nữa anh sẽ ra ngoài anh hát nhá. Còn cái bài này là chỉ hát một lượt thôi, hát tặng chú. Chào chú Lê Công Thảo nhá. Rồi, xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cả nhà, cảm ơn cả nhà nhá. Khi nào bố trí được thì sẽ hát tặng cả nhà. Ok. Cả nhà, tắt nhá. Cả nhà yêu nhá, con trai chào mọi người đi. Thấy không chào mọi người đi. Chào cô chú, các bác. Đấy, chào các bác. Vậy nhá, cảm ơn cả nhà. Xin phép được hẹn gặp lại cả nhà sau. Nha, tạm biệt cả nhà dấu yêu.